chơi vào xem. À đây rồi. Xin chào mọi người, vừa nãy bọn mình đi ăn bít tết rồi thì bây giờ sẽ đi uống trà sữa nha. Thì hôm nay team Logi phát hiện ra được một địa chỉ trà sữa mới vô cùng là thú vị. Mà đặc trưng ở đây đó chính là trà sữa bỏ lò. Thì bỏ lò ra làm sao thì đợi bọn mình một xíu nữa nha, rồi mình sẽ giải mã cho các bạn. Đây, đây sẽ là bên ngoài của quán. Sẽ có ghi từng bước để hướng dẫn bọn mình. Thì ví dụ như đây, bước 1 mở tủ và lựa chọn đồ thức uống. Đây, wow, rất là nhiều nha. Thì đây, như trong màn hình mọi người có thể thấy là có trà sữa microwave này, ở dưới là có trà sữa matcha, rồi có trà chanh tươi, trà đào, ở đây nữa, à có cả trà dâu tây nữa này, và có cả cacao nữa đó. Đây, thì khi bọn mình tới đây thì việc đầu tiên là bọn mình sẽ mở tủ lạnh ra và lựa chọn thức uống, rồi đến bước thứ hai là mở tủ và chọn topping. Đây, à topping quá trời luôn nha. Thì ở đây có chân trâu microwave, chân trâu màu xanh như này, còn đây là cheese swarm, chân trâu capu, gọi là chân trâu là vị cà phê cappuccino các bạn. Đó, còn đây là phô mai tươi này đó, còn đây là chân trâu hoàng kim, ồ nó còn ấm lắm, còn đây sẽ là chân trâu ngọc trai, mà giống như kiểu chân trâu trắng mà mình hay ăn á. Rồi, thì đây là tủ topping. Rồi sau khi mà chọn trà sữa, sau khi chọn trà sữa và topping xong thì bọn mình sẽ đến quầy thanh toán. Và sau khi thanh toán xong thì sẽ qua lại đây. Đây chính là bật mí cho cái tên trà sữa bỏ lò, là để ly vào microwave và trong vòng 30 giây. Đó, thì microwave đây. Thì khi nào mà bọn mình để trà sữa xong đây, thì mình có thể ví dụ luôn cho các bạn. Như một ly trà sữa microwave mình chọn đây. Đó, mình mở tủ ra này. Sẽ để vào, mình để cả trà sữa và topping luôn nha. Đó, vào. Thì ở đây hẹn giờ sẵn là 30 giây rồi, nên chỉ cần mình ấn và đợi. Thì thực ra bởi vì không gian ở đây khá là khiêm tốn, nên là thường thì mọi người sẽ tới đây chọn trà sữa, topping các thứ, thanh toán và làm đồ uống xong sẽ take away đi luôn. Đây là menu, tại đây sẽ có 6 loại trà chính và 6 loại topping. Ô, trà sữa của mình được rồi này. Thì sau khi bỏ lò xong thì trà sẽ giống như một dạng kiểu như đá bào ấy á, thì mọi người chỉ cần bóp đều và lắc đều như này thì trà sữa sẽ tan ra. Đó. À bạn Huyền Trang ơi, đây là địa chỉ Microwave Beauty, 817 đường Hoàng Sa, quận 3 nha. Đây. Thì sau khi mà được cho vào lò như này rồi thì mình sẽ được cả topping nữa nè. Thì mình sẽ rạch cái đường này ra và cho topping vào. Đó. Thì có thể làm được. Thì bây giờ mình sẽ chờ chị chủ quán làm topping một ly. Ở đây có ship các bạn.
nhanh luôn á. À bạn, bạn Thư Lê ơi, đây là địa chỉ 817 đường Hoàng Sa, quận 3 nha. Đây thì sau khi mình bỏ lò trà sữa xong và topping thì mình sẽ mở ra như này và cho trà sữa và cho topping lên trên. Phải luôn quay trở lại luôn. Đấy, cái nào về công ty đã. Bye bye.